Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh thiết bị điện Nguyễn Cao. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái video clip đi chỉnh cái timer 24 giờ để bật tắt đèn chiếu sáng. Thì bây giờ do ở cái thời điểm mà tháng 5 á, cho nên thì cái thời điểm mà cái thời gian mà nó tối thì nó sẽ trễ hơn và nó sẽ mau sáng hơn. Ông bà ta có nói là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, nghĩa là thời gian nó sáng, thời gian nó sẽ sớm hơn. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành cài đặt. Sếp tôi kêu cài đặt lại là nghĩa là bật trễ hơn ha. Lâu tối thì mình sẽ bật trễ hơn nửa tiếng và sẽ tắt mau sáng, thì mình sẽ bật là tắt mau sáng thì sẽ bật tắt sớm hơn nửa tiếng ha. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái timer này ra. Trước khi tháo timer ra thì mọi người xem cái sơ đồ đấu nối nè mọi người. Đây nè, nó sẽ đi qua khởi động từ nè. Qua khởi động từ là lửa nè, nguội nè, đi qua đầu trên khởi động từ. Và đồng thời nó đi ra hai dây. Đầu trên lửa nguội đi ra hai dây để nó đấu vào chân 1 và chân 2 của cái timer. Rồi chân 3, chân 4 của timer thì đi vào cái cuộn coi. Rồi bên dưới khởi động từ là ra phụ tải. Hai dây này ra phụ tải. Thì trước khi muốn chỉnh thì mình sẽ tháo cái timer này ra. Đây, mình tháo timer này ra ngoài. Đấy. Giờ mọi người xem muốn hiện giờ. Hiện giờ là 14 giờ 20. Để mình xem đồng hồ coi. Hiện giờ là 14 giờ 30 rồi mọi người. 14 giờ 30 rồi. Nhưng mà cái này nó chỉ có 14 giờ 20, nó chạy trễ 10 phút. Thì bây giờ sẽ chỉnh lại. Bữa nay thứ ba là đúng nè, thứ ba nè. Nhưng mà nó chạy trễ 10 phút. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại 14 giờ 30 nha. Nếu mà mọi người muốn chỉnh ngày giờ hay phút đó, thì mọi người phải giữ cái phím đồng hồ này. Một tay mọi người giữ phím đồng hồ này. Bây giờ tôi sẽ chỉnh phút. Chỉnh phút là M ha. Đây. 14 giờ 30. Đấy, buông ra. À, đúng rồi đấy mọi người, thứ tư 14 giờ 30 đó, thì mình đã chỉnh đúng thời gian thật nó rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô mình sửa cái phần cài đặt ha. Sửa phần cài đặt thì mọi người vô chữ B nè, vô bấm vô chữ B đây. 1 on là lúc mà bật thì tất cả các ngày trong tuần nè. Đó, nó có mấy cái ngày trong tuần ha, nó hiển thị là từ thứ hai tới thứ chủ nhật là nó mình cài một lần và nó bật suốt luôn ha, bật mấy ngày trong tuần là bật suốt đó. Rồi bây giờ tôi sẽ cài lại là bật lên chởi ba thêm 30 phút ha. Thì hiện giờ là cài 17 giờ 30, thì bây giờ tôi sẽ cài lên là 18 giờ bật. Lúc này thì mọi người sẽ bấm nè, bấm bơi lại nè. Rồi chỉnh giờ là h 18 giờ ha, đấy lên 18 rồi đó. 30 thì mình chỉnh giờ không là m, mình chỉnh min là 18 giờ 00 là bật. Đấy, đó là 1 on. Rồi mình vô 1 off, tắt thì sẽ tắt sớm hơn. Đấy, tắt sớm hơn thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại là 6 giờ. Mình sẽ chỉnh lại là 6 giờ thì mình sẽ sửa bằng cái phím M. Đây. Sáu giờ là tắt ha. Muốn trở về màn hình đầu thì mọi người bấm phím đồng hồ, còn muốn vô cài đặt thêm nữa thì nè, hai nè ha. Lần 2 on nè, nó tới 16 lần bật tắt ha mọi người. Đấy. 9 on nè. 9 off nè, thấy không? Đó. Nó tới 16 lần. Thì mọi người muốn cài mấy lần thì mọi người cài ở đây. Tôi cần cài một lần thôi, do tôi nhu cầu tôi là bật tắt đèn đường. Rồi bây giờ mọi người muốn xong rồi đó, mọi người muốn trở về màn hình đầu, mọi người bấm đồng hồ. Đây. Thứ ba, ngày 14 giờ 32. Rồi bây giờ tôi đã cài xong rồi đó. Tôi đã cài xong là 6 giờ bật và 6 giờ tắt. 6 giờ bật, 18 giờ tắt. Ý xin lỗi, 18 giờ bạc ha. Đây 18 giờ là 1 on là 18 giờ bạc. 1 off là 6 giờ sáng ha. À. Rồi bây giờ tôi test bằng tay cho mọi người xem. Muốn test bằng tay thì mọi người sẽ bấm phím
kiếm đây nè, hiện giờ là cái đồng hồ thì hiển thị ớt nè, auto là tự động nè, bấm on nè, đấy là khởi từ hút không, ớt nè, on nè, đó mọi người. Rồi bây giờ tôi sẽ đẩy ở chế độ auto. À, auto thì nó tới là 18 giờ nó sẽ bật và 6 giờ nó sẽ tắt. Đấy là xong rồi đó. Rồi video mình chia sẻ đến đây là kết thúc mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo ha. Bây giờ mình sẽ gài đồng hồ này vô nữa là xong. Nếu mà mọi người thấy hay nhớ cho kênh thiết bị điện Nguyễn Cao một like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ mọi người. Hôm nay thì tôi đang chạy cái máy chữa cháy cho nên nó ồn, đứng ngay cái vị trí máy chữa cháy cho nên nó ồn ha. Mọi người thông cảm ha. Bye bye, hẹn gặp lại.